cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ việc ba người trong cùng một nhà tại xã Trung An, huyện Vũ Thư chết bất thường. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 4 tháng 6, người thân đến nhà ông X, 86 tuổi, trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, thì phát hiện ông đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Qua nắm bắt tình hình địa bàn, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời kiểm tra hiện trường xung quanh ngôi nhà. Kết quả xem xét, lực lượng chức năng thấy trên tử thi ông X có 4 vết thương tại cổ, ngực, hông, Cổ tay trái có vết thương hở, tiếp tục tiến hành kiểm tra hiện trường xung quanh ngôi nhà, cơ quan công an phát hiện chị Hát, con gái ông X cũng đã tử vong tại sông Thủy Lợi trước cửa nhà. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, cơ quan công an tìm thấy thi thể con trai chị Hát, sinh năm 2019 cũng ở khúc sông trên. Công an huyện Vũ Thư phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan để điều tra vụ việc nghiêm trọng này.